Classical AK chuyện cho Tuấn Vĩa. Ủa, ở đây chuyện về thú môn được bắt luôn hả? Tôi là Thi Freestyle. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh YouTube của Thi Tài Soccer. Như trong video clip trước, anh em đã xem đó là hiệp 1 của trận thi đấu giao hữu 6v6 trên đất Campuchia. Và các KOL của Red Bull đang bị dẫn trước với tỷ số là 2-1. Thật là bất ngờ phải không nào? Và ngay sau đây là hiệp 2 của trận thi đấu này. À quên nữa, trong clip trước mình có tận 2 giveaway, nhưng thấy mọi người comment toàn tham gia giveaway 1 không à. Nên mình nhắc lại cho anh em tham gia giveaway thứ 2 trong video clip này nha. Một thùng Red Bull sẽ dành tặng cho anh em nào có comment hay nhất trong video clip này. Câu hỏi thì mình để trên màn hình. Không đá nữa hả Nick? Chuẩn bị hiệp 2 và bên phía mình đã bị mất Nick Quy Trần. Bạn nói là bạn ấy bị đau ngón chân do ai đó bên kia đạp. Cũng có thể là do cầu thủ mang giày đến FG. Nhưng mà chắc là xui thôi, chứ đội bạn đá không có xấu. Rất là lành luôn đó anh em. Nói chuyện một hơi mới lòi ra lý do thiệt nè. Quan trọng nhất là Nick nó muốn giữ tay chân cho ổn để đi quay clip với Minh Vương ấy mà. Thôi để em nó nghỉ ngơi, xui xui với chấn thương lại mệt. Thấy ngay lại em. Từ từ. Ê chà, anh Vinh bỏ vị trí thủ môn, lên đá luôn. Mới đá chưa được một phút nữa, nằm sân luôn rồi kìa. Ra. Bên em có mày hay băng keo không? À rồi. Rồi xong, hỏi câu đó là biết bị gì rồi. Lật gói do không quấn băng keo nè. Sao anh? Hả? Có gì chẳng sao rồi. Có đau không? Đau chứ. Không, bây giờ không đau nhưng mà ý nó bị kiểu giống như mình mỏi á. Giật luôn hả? Có nghe tiếng gì không anh? Không nghe tiếng không sao đâu. Nó bị giãn cơ. Ừ, không sao. Vậy chàng anh nó lỏng đúng không? Anh nói không có bó gói nó không chơi được này. Biết rồi. Ok. Nghỉ Vinh ơi, nghỉ đi. Xui rồi. Classical AK chuyện cho Tuấn Vĩa. Hai lần trúng cột dọc liên tiếp, thiệt là xui quá đê. Tính làm kỹ thuật Classical AK ghi bàn nhưng hơi lỗi tí. Như vậy là đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2. Tử hình. Ui sao tôi lại đứng chỗ này? Thì đứng sát đây đi. Đứng xuống, đâu. Chậm em. Đi,
Bao giờ? Sử dụng kỹ thuật Rainbow Blitz qua người không thành công. Ghi bàn thì khó, nhưng sao thua dễ quá vậy? Đưa nhìn. Tình huống tương tự hồi nãy, nhưng cú đặt lòng hơi nhẹ. Biết lắm. Kén rồi. Thôi. Ủa, ở đây chuyền về thủ môn được bắt luôn hả? Ê, về lại. Ê. Trả về ngay chỗ của mình là sút được luôn rồi, nhưng mà ấy không đưa. Tấn. Tiếp. Hey. Ủa kia bạn luôn hả? Đá bằng gì vô vậy? Ủa? Đá bằng gì vô vậy? Đá bằng ống quyển chứ bằng gì nữa. Cắt trong em. Bước trong. Kẽ lại. Thật ra thì lúc này cũng mệt rồi, không rút về hỗ trợ đồng đội được nữa, chứ không phải là do đồng đội mất banh nên không về đâu nha. Lên John. Ok. Ráng chạy theo về nhưng vẫn không cứu kịp pha này, lại bị dẫn trước rồi anh em à. Okay. Em. Cái nữa. Trả bánh về, thủ môn chụp luôn. Thôi không sao, giao hữu mà. Keeper. Bạn thủ môn vừa có 2 ca phản phá xuất sắc. Đó là một người Việt Nam sống tại Campuchia đó nha anh em. Ổn anh Vinh? Ổn không? Anh Vinh vuốt băng gối đá một hơi cũng phải ra. Chắc do đau không đá nổi nữa. Huy Cung sau một tá cơ hội bị bỏ qua thì cuối cùng cũng đã có bàn thắng.
Anh em mình ăn mừng với nhau. Ghi bàn rồi hả? Nói chung là em có thiên tài anh hiểu không? Nó có tổ chức. Như vậy là 4 đều rồi nha anh em. Tỷ số đẹp, tỷ số đẹp. Láo cho anh nha. Dạ không nổi à. Bóng đá phủi ở Campuchia hình như chưa phổ biến luật chuyền về gôn là không được chụp nhỉ? Và đây là La Coretta nè. Xích chết. Ấy, chơi cán làm hậu vệ hả? Chết tôi rồi. Vô rồi. Chơi. Ok. Và như vậy là Tuấn Vĩa lại là người kiến tạo cho Huy Cung ghi bàn. Bây giờ anh muốn rồi. Bây giờ anh muốn rồi. Nè. Tối tối ơi. Chết chưa? Ok. Mệt rồi, không lên nổi. Ok. Ok, thank you. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, see you next time. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Electrical. Ba kiến tạo nha anh em. Một bàn thắng và một siêu kỹ thuật electrical. Mike. Okay. Em cảm ơn anh ạ. Anh ra xin ký bằng. Cầm cầm giùm anh. Okay. Đây à? Dạ. Ở đâu cũng được anh. Ok. Cảm ơn anh. Yeah, vậy là đã có một trận banh tại Campuchia. Tuyệt vời. Anh em muốn mình đi đất nước nào nữa thì thả cho mình cái comment nha. Sau trận mình có gặp anh Liêm Xô Viết để xin đổi áo làm kỷ niệm nè. Sau đó cả nhóm sẽ cùng về quán anh Liêm để ăn hải sản. Mọi người cùng xem tiếp nha, chưa có hết clip đâu. Cái bia Angkor này là bia số 1 của nước Campuchia đó nha. Anh em đi Cam nhớ phải uống bia này nhé. Let me ask for the general. Anh Vinh dẫn mình qua quán của bạn anh Vinh. Anh em xem biết địa chỉ không? Mình thì không biết tiếng Campuchia. Mình biết cái bảng hiệu đó ở đây. Quán tên là... Đó. Ai biết đọc tiếng Campuchia đọc giùm mình. Mình không biết đọc sao. Ok. Đây bán... Ở đây là một quán hải sản. Quá trời ốc luôn, tươi sống hoàn toàn luôn. Tôm tít, cua, cá. Quá trời. Mọi người đang ngồi trong kia và uống cái loại bia nổi tiếng nhất tại Campuchia. Đó là bia Angkor. Và nhiều món ăn khác. Ok. Ok. Mọi người cùng nhé một ly cái. Ok. Vô. Vô. Chia. Yeah. Ok. Yeah.
Ok. Cái món này đặc sản. Oh my god. Cua sốt tiêu đen. Nấu tiêu đen. Cua sốt tiêu đen. Wow wow wow. Cái này đặc sản ở đây. Đặc sản anh. Đúng rồi, má vợ nó thích món này kinh khủng. Wow. Đây. Quá trời món. Cho mình coi cái tin nhắn mà nó sẽ hú lên. Wow. So good, so good. Ăn xong good phát. Ăn xong good phát. Oh my god. Quá đã anh em ơi. Quá đã, quá đã. Wow. Qua Campuchia, được dẫn đi đâu ăn phổi, vừa được đãi ăn hải sản, còn gì bằng nữa phải không nào? Cảm ơn anh Lim Soviet rất nhiều về trận banh ngày hôm nay và bữa ăn này. Hy vọng một ngày không xa sẽ được gặp anh Lim tại Việt Nam. Và những anh em khán giả của kênh Thi Tài Soccer ơi, hãy qua ủng hộ quán của anh Lim nha. Đây là chợ trung tâm của thành phố Phnom Penh. Nếu so sánh thì chắc giống chợ Bến Thành của Việt Nam mình đó anh em à. Sáng nay là đoàn Red Bull về Việt Nam. Mình tranh thủ dậy sớm và trốn đoàn chạy đi mua ít đồ lưu niệm của SEA Games 32. Khi mình tới thì 8:30. Mọi người xếp hàng rất đông và nghe thông báo là 9:00 mới mở cửa. Mà đoàn mình thì 8:30 xuất phát về thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đang loay hoay không biết làm sao để có thể vào mua đây. Thì mình gặp một số bạn tình nguyện viên người Campuchia của SEA Games 32 đã hỗ trợ cho mình vào được mua trước. Lúc ra tính tiền thì tổng cộng là $79. Mình tóa hỏa vì tưởng không đủ tiền. Trong người chỉ có $40 thôi. May sao là cái đống tiền Campuchia lẻ lẻ của mình cái hôm đầu tiên qua đây mình có đổi đó. Thì lại vừa đủ $40 còn lại. May thật cả nhà. Yeah. Goodbye. Rồi. Thank you. Thank you. Yeah. Rồi rồi rồi. See you. Thank you. Thank you. Lên đường về Việt Nam thôi. Tôi đã mua được rồi. Trời ơi. Tưởng không đủ tiền, may quá, vừa đủ. Yeah. Go. Hành trình đi xem SEA Games và đá banh tại Campuchia của mình đến đây là kết thúc. Anh em muốn mình đi đất nước nào nữa thì đừng ngần ngại để lại cho mình một comment nha. Như thường lệ, anh em đừng quên like, đăng ký kênh, đón chờ các clip mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Thông Thi, xin chào và gặp lại. Bye bye.